Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 50 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc giải tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư qua giọng đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 50 năm ngay sau đây. Tiếp theo phần trước Lại nói lúc bây giờ Hoàng Sán Giống như kết thành một trình thể Với thiên địa chung quanh vậy Hắn hướng Diệp Húc mà đi nhanh tới Hoàng Sán tay nâng lô thuyền Chấn đãng không gian Mỗi bước đi về phía trước của hắn liền phát ra những tiếng nổ ẩm vang Không gian giống như đẩy lên phía trước Mỗi một bước của hắn Bước tới làm cho Diệp Húc và Tống Cao Đức Không ngừng lùi về phía sau Loại tình hình này giống như Diệp Phúc và Tống Cao Đức bị thiên địa bất dung vậy bị không gian xung quanh lôi thuyền bài xích bức bọn họ không thể không lui về phía sau kia đại đệ tử của linh phủ phong tuy rằng chưa đồng thủ thế nhưng chỉ bằng loại uy thế này liền vượt xa qua những người cùng thế hệ thực lực ở phía trên đám người sải ưu vương kia hạ sơ dương không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hoàng sán ánh mắt tràn đầy cảnh giác hắn có thể nhìn ra được thực lực của hoàng sán không hề yếu hơn hắn thậm chí còn mạnh hơn một chút mà đám đệ tử đại phạm âm lôi tự cùng nhạc đông dương cũng lộ ra vẻ thận trọng thực lực của hoàng sán tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất trong số mấy trăm vu sĩ ở đây thậm chí ngay cả mấy cao thủ tam thai cảnh thế hệ trước cũng có chút kiên kỵ đối với hắn hoàng sán cũng không trực tiếp đồng thủ mà từng bước một tiến tới bước cho diệp phúc hai người lùi về phía sau không ngừng một bước hai bước rồi ba bước sau một lát diệp phúc và tống cao đức đã bị bước tới biên giới lùi tiếp về phía sau một bước là tiến vào trong phạm vi của trụ quang đại trận rồi tinh không trụ quang đại trận giống như một màn trời sao hoa nhưng trên thực tế cũng là một khoảng không bất cứ người nào lọt vào trong đó đều bị thời gian ăn mòn mà hoàng sán muốn đuổi bọn họ vào trong cái động không đáy này khiến cho trụ quang đại trận làm cho bọn họ xóa nhòa thi cốt cũng không còn chở chết không bằng liều mạng với bọn họ đi tống cao đức rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đỉnh đầu trương hà chảy xuống, lôi quang lóe ra. trương hà này là do hắn khi độ kiếp đem thiên lôi dung nhập vào bên trong chân nguyên, không ngừng mà luyện thành, mang theo uy năng khá lớn. vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn tuyệt đối là một trong số mấy loại cấm pháp mạnh nhất đương thời. tống cao đức tu luyện cấm pháp này, tu vi và thực lực hơn xa với vu sĩ bình thường, chân nguyên lại càng thêm sung mãn hùng hậu. lôi quang trương hà sẹt một tiếng, hô lên rồi chạy vào bên trong lôi trì đại trận phá vỡ không gian hướng tới lâu thuyền của hoàng sán mà đánh cùng lúc đấy diệp phúc cao giọng quát lớn há mồm hút một cái chỉ thấy hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu của hắn bị hắn một ngụm nuốt vào nguyên công vận chuyển thân hình lập tức trở nên vừa cao vừa gầy một trăm chín mươi chín tinh phiên trong cơ thể được điên cuồng thúc dục kết nối với đại chu thiên tinh đấu trận đồ gây cho hắn lực lượng vô cùng một quyền hướng thẳng tới lâu thuyền mà oanh qua một quyền này so với đại đỉnh lôi trì của tống cao đức còn mạnh mẽ hơn mấy lần mang theo khí thế quyết trí tiến lên rầm rộ làm cho người ta hoảng hốt dường như cảm giác được ý chí của hắn giống như một ngọn núi dựng thẳng ở phía sau cho dù thân thể của hắn bị xóa nhòa thì cũng không thể dao động được ý chí của hắn hai người liên kết một kích va chạm lên trên lô thuyền chỉ thấy lô thuyền kịch liệt run rẩy bước cho hoàng sán không thể không ngừng lại bước chân Dẹp sư thúc vô dụng thôi tranh lệch giữa ta với các người quá lớn lớn tới mức các ngươi căn bản không thể ngăn cản được ta kìa thân ảnh của hoàng sán hơi rung động một chút lập tức lại bước về phía trước một bước một lòng bước bọn họ nhập vào trong tinh không chủ quang đại trận tự sanh tự diệt đoang đỉnh đầu của giáp phúc lại có một khẩu đại trung vàng óng bay ra xoay tròn nhanh chóng càng lúc càng lớn giống như một tòa kim sơn chói mắt kêu vang một tiếng mà âm sung đãng chấn tới tận trời thần trung ma âm mênh mông đáng đáng kinh sợ tâm hồn không chỉ có không tới hoàng sán thậm chí ngay cả người vây xem cũng nằm trong phạm vi công kích của nó không ít vui sĩ tu vi chỉ tới đan đỉnh kỳ bị ma âm làm cho khí huyết bốc lên tuy nhiên bọn họ đều là đệ tử của các danh môn đại phái chính ma lưỡng đạo đều tế khởi vũ bảo những người này la lịch không tầm thường đều có vũ bảo cấp chấn giáo hộ thân có người thậm chí thi triển ra vua pháp nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được ma âm xâm nhập xà yêu vương sớm đã bị dập húc đánh cho trọng thương nặng hắn chính là cường giả nguyên đan kỳ của yêu tộc tuy rằng bị thương rất nặng nhưng còn không bị chết lúc này cũng đang tế khởi yêu đan chữ thương không ngờ ma âm sung đãng mà chỉ thấy vị yêu vương này miệng vết thương vừa mới khép lại lại lập tức nổ tung ầm ầm máu chảy thành sông thần trung chấn vang ma âm vang lên không ngừng thân hình của xà yêu vương thình thịch thình thịch nổ tung sắc mặt tái nhợt Họa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đột nhiên ngã vật xuống đất Muốn bức ta vào trong trụ quang đại trận sao Một khi đã như vậy Mọi người cùng chết đi Diệp Húc cầm lên Thiên cơ tán trong tay đột nhiên hóa thành Một cái chảy gỗ lớn Hung hăng đập về phía trên đồng trung Ma âm lập tức lớn gấp chục lần Không biết bao nhiêu người Bị ma âm chấn cho làm cho vũ bảo Bị nứt toát Thậm chí ngay cả vũ bảo cấp chân giáo bình thường Cũng giống như mạng nhện vậy Mà những cao thủ thi triển vô pháp liền gặp phải xui xẻo lớn Vô pháp thì bị chấn vỡ vụn Thân thể trực tiếp lọt vào ma âm xâm nhập đều học máu một trường đồ sát thật là đồ sộ hoàng sán muốn bức diệp húc rơi vào trong trụ quang đại trận bức không tính của hắn nổi lên liều mạng rơi vào trong trận cũng kéo theo một nhóm người chết cùng không ngờ đập đại diễn đại trung hướng tới mọi người mà tấn công tới cùng chết cho ta diệp húc cầm đại chùy trong tay ra sức đập thần trung uy phong lẫm lẫm giống như ma thần vậy đại diễn thần trung ba mươi trọng tuy rằng tu vi của hắn bị hạn chế không thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực của thần trung nhưng lúc này cậy mạnh đánh trung không ngờ cũng làm cho khẩu đại trung này uy thế phát ra được bảy tám phần chỉ thấy ma âm sung đãng giống như một con lốc quét ngang mọi nơi xà yêu vương đột nhiên nổ ầm ầm một tiếng đường đường là một cao thủ nguyên đan kỳ bị giờ phúc cậy mạnh thôi phát thần trung chấn cho yêu đan vỡ vụn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ thực lực của xà yêu vương tuy rằng cực cao nhưng không có thể dự đoán được thiên cơ tán của diệp phúc lại thần diệu đến như vậy thay đổi liên tục bị diệp phúc đánh cho thành trọng thương thân thể rách tung tóe lúc này đây hắn lại bị ma âm của thần trung quán thể chấn nát thân thể bị chết có thể nói là vô cùng nghẹn khuất dầm một tiếng có vua bảo cấp chân giáo bị ma âm trực tiếp chấn vỡ cũng có người bị trọng thương ngã xuống người có thể thông dong ngăn cản như trước đều là các tinh anh của các đại môn phái còn có cao thủ nguyên đan kỳ thậm chí là cao nhân tam thai cảnh những người này ánh mắt chấp động đều nhìn về thiên cơ tán trong tay của hắn và đại diễn thần trung trên đỉnh đầu đồng ý tham lam tiểu tử này trên người bảo vật ùn ùn giết hắn đoạt báo cho dù là không tiến vào trong trụ quang đại trận cũng là một thu hoạch rất lớn rồi đấy một lão già lấy tay vuốt trầm sâu cười tùm tìm nói hắn không có tế khởi bất luận vu ảo gì cả cũng không có thi triển vu pháp mà là trực tiếp lấy thân thể ngăn cản ma âm thần trung một phong thái thật phong khinh vân đạm lộc lão động tâm sao một văn sĩ trung niên cười ha hả lên tiếng nói vô bảo uy lực khủng mạnh đến như vậy mà rơi vào trong tay một vu sĩ hạo nguyệt kỳ quả thực làm cho người ta phải dậm chân giận dữ đường lão đệ chẳng lẽ ngươi không động tâm sao lộc lão cười đáp lời trung niên văn sĩ mỉm cười nói ta có thể nào không động tâm được chứ tuy nhiên chỉ sợ hắn rất khó ngăn cản được vị cao thủ hoàng tuyển ma tông kia thôi rất nhanh sẽ bị bước vào bên trong trụ quang đại trận mà nếu chúng ta ra tay chỉ sợ là cái đích cho mọi người chỉ trích thôi có mấy lão già cũng đang như hổ thình mồ đấy hơn nữa hoàng tuyển ma tông còn có hai vị cao thủ nguyên đan kỳ đang ở đây này tuy rằng cảnh giới tu vi không bằng chúng ta nhưng chúng ta muốn đánh với bọn họ cũng là hơi khó khăn rồi bên trong đám người này còn có rất nhiều người có người bất động thanh sắc dưới công kích của ma âm thần trung hiển nhiên cũng có người có thực lực cao thâm diệp sư thúc người vẫn là đi xuống đi mà lúc này hoàng sán mở miệng quát lớn lâu thuyền trong tay đột nhiên ra tốc đoang một tiếng đụng thẳng vào đại đỉnh lôi trì của tống cao đức hướng tới hai người diệp húc mà đánh tới dầm lâu thuyền đánh bay đại diễn thần trung bức hai người rơi ở bên trong trụ quang đại trận phẳng sán canh giữa bên cạnh đại trận lạnh lùng mà nhìn hai người tinh xa đồ thời gian cực nhanh diệp húc có thể cảm giác được thân thể chính mình đang già đi nhanh chóng tống cao đức cũng như vậy gần như trong nháy mắt tinh xa liền mang đi một đám tuổi thọ của hai người chỉ trong mấy cái chớp mắt diệp húc cảm thấy thân thể mình trưởng thành tới thời tráng niên nhanh chóng hướng tới lão liên bên môi của hắn hiện ra một chấm sâu dậm dạp tuy rằng biến thành tráng niên nhưng lực lượng thân thể không thấy gia tăng chút nào cả. Đây chính là diệu dụng của trụ quang đại trận, làm cho người ta vào bên trong bị xóa nhòa bên trong thời gian vĩnh hằng. Tình huống vô cùng nguy cấp, còn như vậy đi xuống, hai người bọn họ tất sẽ bị trụ quang đại trận xóa nhòa tất cả các thọ nguyên hoàn toàn mà tan thành cho bụi. Bất kể như thế nào, đều phải hợp lực liều mạng. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ, lên cho ta. Hai tay của Diệp Phúc rung lên, tinh đấu trận đồ trên người bay ra bao phủ không gian hơn 10 dặm tinh đấu bay múa đầy trời hiện ra bên trong trụ quang đại trận bao hắn cùng tống cao đức lại trận đồ này triển khai diệp phúc lập tức cảm giác được thọ nguyên bản thân lập tức đình chỉ chưa qua nhẹ nhàng mà thở ra nói quả thực đại chu thiên tinh đấu trận đồ và trụ quang đại trận đồng nguyên đều là tuyệt học bên trong đại chu thiên tinh đấu cấm điển đại chu thiên tinh đấu trận đồ đại biểu cho ý nghĩa là vũ là không gian là biển tinh không mà chủ quang đại trận lại biểu ý cho Là chủ là thời gian Là thời gian trường hà Hai loại trận độ này gặp nhau Đó là vũ trụ là tương sinh tương khắc kìa Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tống Cao Đức cũng vẻ mặt dâu quay nón Một bộ dạng tráng niên Hai người trong lòng còn sợ hãi Lướt mắt nhìn nhau Tống Cao Đức đưa tay lau mồ hôi trên chán Lúng ta lúng túng mà nói Diệp lão đệ Nhìn không ra ngươi bộ dạng thời chỉ kỳ trung niên Vẫn hảo hoa phong nhã Một bộ dạng văn nhân như vậy đấy Hai người cất tiếng cười to Thanh âm mang theo sung sướng vô cùng Không chút để ý tới thân thể già cả của mình Còn mẹ đó chứ Các người tới giết ta đi Tống Cao Đức đứng ở bên trong chu thiên tinh đấu Hai tay chống lạnh cười ha ha kiêu ngạo vô cùng mà nói Tống Huynh người quá kiêu ngạo Để ý không thì trời phạt đấy Diệp Húc lắc lắc đầu Đột nhiên thu hồi lại thiên cơ tán Chỉ vào đám người hoàng sán nhẹ nhàng mà nói Đám người cặn bã các ngươi Rồi thì tới giết chúng ta đi Hoàng sán đứng ở bên cạnh đại trận Bộ mặt âm trầm yên lặng không nói gì Còn những người khác thì sắc mặt xanh mét Đều đi tới bên cạnh đại trận Nhìn lại hai người bên trong trụ quang đại trận Ánh mắt như muốn đi vào bên trong đại trận vậy Thế nhưng lại e sợ bị đại trận Xóa nhòa đi thọ nguyên có cao thủ nguyên đan kỳ thử phát ra một đạo vô pháp buôn tập hơn 10 dặm oanh sát tới hai người thế nhưng chỉ thấy vô pháp này vừa mới tiến vào bên trong đại trận thì lập tức bị thời gian xóa nhòa thọ nguyên của yêu tộc ta lớn mà thọ nguyên của quy tộc lại càng lâu quy yêu vương nhìn chằm chằm vào diệp húc hô lớn một tiếng bay lên thẳng bước vào trong trụ quang đại trận điểm nhiên mà nói ta tu luyện tới nguyên đan kỳ có thọ nguyên ba năm tuổi tiểu tử người giết đại ca của ta cho dù ta có liều mạng ngàn năm tuổi thọ cũng muốn bắt ngươi làm thịt báo thù cho đại ca kìa nhắc đến cái gọi là quy niên hạc thọ ý tứ là quy hạc sống lâu nhất quy yêu vương lại tu luyện ra nguyên đan có thể sống lâu tới mấy ngàn năm lúc này thấy diệp húc kiêu ngạo ở bên trong trụ quang đại trận liền không thể kiềm chế được lập tức khô to một tiếng lao vào trong trận oanh sát tới hai người hắn vừa mới bước vào trong trận lập tức hiện ra chân thân cũng là một trích hạt sắc ưng miệng quy miệng ưng như đao hình thể cực kỳ khổng lồ ước chừng có phạm vi 200 m giống như một tòa đảo lớn di động giữa không trung vậy chỉ thấy lão quy bốn chân chậm rãi bỏ đi giống như du hành trên mặt nước vậy hướng tới diệp húc mà phóng yêu khí tràn ngập quanh thân vừa rồi là sân nhà của bọn họ hiện ra là sân nhà của chúng ta rồi chủ khách đổi vị lão đầu quy này còn đánh tới quả thực là tự tìm đường chết mà Tống Cao Đức nhìn chằm chằm vào Quy Lâu Vương chỉ thấy lão quy này cũng không có thi triển vu pháp, cũng không có tới khởi vu bảo mà là thẳng tắp lao tới, lập tức liền tỉnh ngộ kêu lên. Diệp lão đế, lão quy này tính toán tiến vào trong trận đồ của ngươi, miễn cho mình ra đi kìa, sau đó mới giết chúng ta ở sau kìa. Diệp Phúc cũng chú ý tới điểm này, không khỏi khâm phục tâm cơ của Quy yêu Vương. Nếu bị hắn tiến vào bên trong tinh đấu trận đồ, thọ nguyên của hắn sẽ đình chỉ trôi qua, một lão yêu nguyên đan kỳ chỉ sợ tinh đấu trận đồ còn không thể chấn áp được sao một mình tiến tới sao muốn chết ư diệp Phúc tâm niệm hơi động chỉ thấy đại chu thiên tinh đấu trận đồ ngày càng thu nhỏ lại từ phạm vi bao phủ 50 dặm trong chớp mắt hóa thành hơn dặm hơn nữa còn thu nhỏ lại nhanh chóng sau một lúc lâu trận đồ này chỉ còn có phạm vi hơn 10 mét diệp phúc và tống cao đức đứng ở bên trong trận đồ chỉ thấy lão quy như trước tăng tốc vọt tới tuy nhiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hiển nhiên chú ý tới diệp phúc thu nhỏ lại trận đồ hắn không còn chỗ dung thân nữa hai tiểu tử khốn kiếp trước hết giết các ngươi sau đó lấy trận đồ sau vậy quy vương đột nhiên run rẩy thân hình hóa thành hình người một tay cầm thuẫn một tay cầm đao mà thẳng giết tới hai người diệp phúc ánh đao giống như kinh hồng ánh mắt lạnh lùng. đại ca của ta khinh thường ngươi mới bị ngươi làm cho trọng thương tuy nhiên lúc này đây ta đã có phòng bí cho dù ngươi có thủ đoạn cao siêu cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng mơ tưởng đã thương được não lão ta hắn còn chưa dứt lời chỉ thấy diệp húc khởi động thiên cơ tán hóa thành một tấm chắn ngăn trở ánh đao của hắn quy vương dũng khí tăng thêm ánh đao như thác trút xuống hung hăng bổ về phía diệp húc tuy nhiên chiêu thức của hắn có tinh diệu như thế nào vẫn bị diệp húc dùng tấm chắn đỡ được không chút thương tổn Tiểu tử thối Vì sao ngươi không tấn công đi Quy yêu vương có chút nôn nó nóng Cả giận nói Trong thời gian ngắn ngủi Thọ nguyên của hắn hao hết hơn phân nửa Có vẻ lại càng thêm già nua Sao vì sao phải tấn công Diệp Húc lạnh nhạt Tiếp thu công kích của hắn Mỉm cười mà nói Dù sao Người cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu Sẽ hao hết thọ nguyên thôi Chính mình sẽ chết trong bên trong trụ quang đại trận này Quy yêu Vương cháy tim băng giá, chỉ thấy Thọ Nguyên bay qua nhanh chóng, thân thể càng ngày càng già nua, vừa vàng không tấn công nữa mà xoay người chạy đi. Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Húc cười ha hả, thiên cơ tán trong tay đột nhiên hóa thành một tòa cao lầu, âm à âm một tiếng hạ xuống, đặt ở đỉnh đầu của Quy yêu Vương này. Tòa cao lầu này là chân nguyên của hắn, giống như hơn 10 tòa núi lớn, ngăn chặn Quy yêu Vương rời khỏi. Quy yêu Vương cao giọng mà gầm lên, đột nhiên hóa thành nguyên hình, biến thành một chiếc hạt bối ưng chủy đại quy ra sức hoạt động bốn chân hướng tới bên ngoài đại trận tuy nhiên có thiên cơ tán biến thành tòa cao lầu ở bên trên tốc độ của hắn chậm lại đến mấy chục lần thật sự giống như rùa chậm rãi di chuyển vậy sau một lúc lâu tứ chi của lão quy này càng lúc càng nhỏ càng lúc càng vô lực Rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại lơ lửng trong không trung thân thể hắn nhanh chóng hư thối thậm chí ngay cả lên đao cũng bị thời gian ăn mòn hóa thành cho tàn chỉ còn lại một cái sắc rùa thật lớn lơ lửng ở trên không trung. Mọi người đứng bên cạnh đại trận lâm vào một mảnh trầm mặc, thật lâu không nói gì. Ngay cả Quy yêu Vương Thọ Nguyên dài nhất cũng bị tiêu hao sạch sẽ Thọ Nguyên bên trong chủ quang đại trận. Bọn họ mà tiến vào chỉ có một con đừng chết. Hay, cái sắc rùa này chính là một kiện dị báo, không kém vu bảo cấp chiến giám là mấy đâu. Diệp Húc triển khai tinh đấu đại trận, đem cái sắc rùa đưa vào trong trận, lập tức đưa cho Tống Cao Đức rồi nói: cái sắc rùa này có thể giúp ngươi đối phó vài lần lối kiếp kìa Tống Cao Đức vui mừng quá đỗi Chân chừ một chút rồi vội vàng từ chối nói à, Lão đệ Người cũng phải tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh Lối kiếp của người lợi hại hơn của ta không biết bao nhiêu lần kìa Ờ à, Bảo vật này ta không thể nhận được Vẫn nên để cho ngươi ngăn cản lối kiếp thì hơn Diệp Húc cười nói Ta có xích tinh kim mẫu trong tay rồi Có thể luyện chế thành đan đính So với sắc rùa này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần kia, Không cần dùng tới vật này đâu Tống Cao Đức nghe vậy thì mới thu hồi lại, thổn thức nói hey, Chúng ta sau khi liên kết, ta còn chưa ra được bao nhiêu lực cả Mà chỉ đứng ở sau lưng ngươi tìm yêu đãi Khiến cho ta ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ mà Tống Huynh, sẽ có lúc cần ngươi xuất lực thôi, yên tâm Diệp Húc cười ha hả, nhìn về phía đám người hoàng sán Chỉ thấy mấy trăm cao thủ đứng đấy, mặt cao mày có Không có người nào dám can đảm tiến vào bên trong trụ quang đại trận nữa Hừm, Một đám cặn bã mà Diệp Húc cười to nói, có người hậm hực nghiến răng nghiến lợi kêu lên, tiểu tử thối, các ông ngươi thủ ở chỗ này, xem người có thể cả đời ở trong trụ quang đại trận mà không ra ngoài được nữa không đấy? Chỉ cần ngươi không kìm nói mà ra khỏi trận thôi, đó rất là tử kỳ của ngươi kia. Eh, 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 eh. Lại có người âm thầm cười lạnh, đến lúc đó lão tử sẽ bảo chết ngươi từ từ, người muốn chết cũng khó kìa. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, triển khai trận đồ thẳng tới trụ quang đại trận vòng tinh xa thứ nhất mà thầm nghĩ nếu vào được không ngại thu hồi hết thẻ bảo vật ở vạn cổ ma vực này đi hắn tiến vào vòng thứ nhất đại chu thiên tinh đấu trận đồ dưới áp lực phát ra bức thu nhỏ lại cực kỳ nhanh chóng đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận hai loại trận pháp này đồng nguyên tương sinh tương khắc càng tiếp cận trung tâm trụ quang đại trận thì tinh đấu trận đồ lại bị trụ quang đại trận chấn áp càng mạnh hơn khi Diệp Húc đi vào trong vòng tinh xa thứ nhất, Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ đã từ phạm vi 50 dặm biến thành không đủ 100 mét. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị. Đột nhiên hiểu ra uy lực của tinh đấu trận đồ mình sử dụng còn kém xa xa với trụ quang đại trận này. Nếu như hai loại trận đồ này có uy lực tương đương, liền có thể khắc chế hoàn toàn được trụ quang đại trận. Tuy nhiên, hiện tại tinh đấu trận đồ uy lực không đủ, hắn chỉ có thể tiến vào vòng thứ nhất. Nếu như tiến vào vòng thứ hai, nói không chừng tinh đấu trận đồ sẽ bị áp chế tới mức không thể bảo vệ được bọn họ nữa. xẹt xẹt. một dược đỉnh bay sát qua người bọn họ, tống cao đức vội vàng bắt lấy, kéo vào bên trong trận đồ. hắn kể nói: lão đệ, dược đỉnh này chính là nơi cất chứa đan dược của đại phái thượng cổ, khẳng định không phải là nhỏ đâu. diệp phúc cũng không khỏi tâm động, hai người hợp lực lấy được dược đỉnh này tới, trong đỉnh lập tức chuyển tới hương thơm. tiếp theo là những tiếng ca bị bõm, bì bõm chuyển tới chỉ thấy năm đàn yêu lớn bằng ngón tay từ trong đỉnh bay ra chúng tay ngắn chân ngắn đầu lại lớn một đám trông đáng yêu miệng hát lên những khúc ca du dương chỉ chỉ có điều mồm miệng không rõ làm cho người ta nghe không hiểu chúng đang hát cái gì bởi vì năm tháng quá lâu những đàn dược này đã tu luyện thành yêu bên trong đỉnh rồi những tiểu đàn yêu này giống như những đồng nam đồng nữ bỏ túi vậy ánh mắt to lúng liếng làm cho người ta không khỏi sinh ra chiều mến Hận không thể được để bọn họ Ở trong lòng bàn tay mình mà che chở Ô oh, đàn yêu thật đáng yêu Tống Cao Đức nâng lên một đan yêu Hai mắt tỏa sáng cười nói Diệp lão đế Đàn dược này chính là sinh sinh tạo hóa đan Chính là một loại đan dược thiên phẩm Ăn vào một viên có thể nâng cao tu vi trên diện rộng kìa Răng rắc một tiếng Đan dược kia đột nhiên như theo gió phất cờ Cái đầu lớn lên Mở cái miệng rộng ra Miệng đầy răng nhọn Bộ mặt thì dữ tợn răng sắc một tiếng nữa cắn ở người của tống cao đức Và trong miệng tống cao đức chỉ còn lại hai cái đùi ở bên ngoài đạp loạn mà thôi ăn hai vũ sĩ nhân loại này ăn hai vũ sĩ nhân loại này những đan dược khác cũng bùng lên đầu kịch liệt biến lớn một đan dược khác cũng cắn lấy chân của tống cao đức hai đàn yêu đua nhau xé sách thân thể của hắn thế nhưng mà không thể cắn được liền kêu lên thân thể vũ sĩ này rất rắn chắc ăn vào phải nhai kỹ so với các huynh đệ tìm muội khác thì ăn ngon hơn rất nhiều Ê, chúng ta bị nhốt trong đỉnh lâu lắm rồi những năm gần đây không có gì ăn cả phải ăn chính huynh đệ tử muội của mình miệng sớm đã nhạt ra cả rồi này ba viên đan yêu còn lại cũng mở cái miệng rộng tát tới diệp Húc khí thế hung ác không ngờ có thể dẹp ngang vũ sĩ hỗn nguyên kỳ đỉnh muốn chết sao diệp phúc khừ lại một tiếng hạo nguyệt trên đỉnh đầu hiện lên một bàn tay to đem ba đan yêu này hết thảy mà bắt gọn đánh yêu khí bay ngược đi trực tiếp đánh chết chỉ thấy tam yêu này hình thể kịch liệt thu nhỏ lại hóa thành ba miếng đan dược màu xanh nhạt xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn hương khí tràn ngập cùng lúc đó tống cao đức cũng đánh tan được chân linh hai đan dược còn lại thoát thân mà ra vội vàng sờ sờ thân mình phát hiện ra mình lông tóc không bị tổn thương mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng lòng còn sợ hãi còn bà nó chứ những cái vật nhỏ này không ngờ lại hung tàn tới như vậy suýt nữa thì ăn lão tử rồi Diệp Phúc cũng không khỏi khâm phục hắn thân thể dũng mãnh mà cười nói: "Đan dược này tu luyện thành yêu, khó bảo toàn trong đó có đại yêu có tu vi cực cao tồn tại hay không đây? Chúng ta khi mở ra đính vẫn phải cẩn thận. Tống huynh, sinh sinh tạo hóa đan này có tác dụng gì vậy?" Sinh sinh tạo hóa đan là cực kỳ hãn hữu, chính là dùng linh dược ngàn năm mà luyện chế thành, xác suất thành công lại là cực thấp, sau khi dùng có thể nâng cao tu vi của vũ sĩ trên diện rộng kìa. Hải ngoại tiên các, có bán loại đan dược này, tuy nhiên giá cả cao tới mức dọa người, thật là dọa người mà. Tống Cao Đức bốc một viên sinh sinh tạo hóa đan cười nói, à, ví dụ như một viên đan dược này, liền có thể đem tu vi của ta trực tiếp nâng lên tới Hỗn Nguyên Bát Phẩm, bớt đi ít nhất 2 năm khổ tu kìa. diệp Phúc sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn hiện tại cái gì cũng có, tuy nhiên tu vi thủy chung lại không thể đi lên nhanh được. Tuy nhiên, có linh đan này liền có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn rồi. Diệp lão đệ, người tạm thời không cần dùng, nếu tu vi của ngươi tiếp tục nâng cao mà nói, lại tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, nhất kiếp của ngươi chỉ sợ, chắc là đại kiếp nạn của Hỗn Nguyên Kỳ, sau này mỗi một kiếp đều khó khăn gấp trăm lần kìa. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng mà nói. Diệp Phúc trong lòng dùng mình gật đầu xưng phải, hắn cứ nói: "Tống Huỳnh không bằng, ngươi ăn trước một quả đi, khiến ta coi xem Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của các ngươi, Lối kiếp lại hại tới bậc nào." Trong lòng cũng có chút cân nhắc ngay. Được Tống Công Đức khá mồm Ăn vào một viên linh đan Lập tức chân nguyên trường hà Trên đỉnh đầu trào ra Chân nguyên hỗn độn Hóa thành một dòng sông lôi quang mãnh liệt Mênh mông Diệp Phúc chú ý tới Chân nguyên của hắn Càng ngày càng hùng hậu hơn Tu Vi lấy một tốc độ khó tin Mà tăng vọt tới trước Càng làm cho Diệp Phúc kinh ngạc hơn chính là Tròm dâu trên miệng Tống Công Đức Không ngờ lùi về phía bên trong Da hắn càng ngày càng sáng bóng hơn Chỉ vài cái hô hấp Nguyên bản Tống Cao Đức đã có bộ dáng 50 60 liền khu phục tới bộ giá hiện tại. Sinh sinh tạo hóa đan, không ngờ có thể kéo dài thọ nguyên kìa. Diệp Phúc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Giờ một tiếng, tu vi của Tống Cao Đức đã kéo lên tới cực điểm, chỉ thấy chân nguyên trường hà của hắn xuất hiện một đạo sóng lớn, lập tức phá tan trạm kiểm soát. Chân nguyên trường hà lập tức tăng trưởng gấp đôi. Lúc hắn đột phá, trên không trung lôi vân chậm rãi ngưng tụ, tản mắt ra một cỗ uy áp thật là kinh khủng. tống cao đức tu vi còn không ngừng bạo tăng sinh sinh tạo hóa đan có linh lực cực kỳ hùng hậu làm cho tu vi của hắn tăng tới hỗn nguyên bát phẩm mà linh lực vẫn còn dư thừa thúc giục chân nguyên của hắn tiến tới hỗn nguyên cửu phẩm hắn nhìn chằm chằm vào phiến lôi vân đang ngưng tụ ở trên bầu trời kia sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói diệp lão đệ ngươi phải cẩn thận phiến kiếp vân này tuy rằng là nhằm vào ta mà tới thế nhưng thân ta ở bên trong trận đồ của ngươi khoảng cách với ngươi rất gần lôi kiếp khẳng định là sẽ liên lụy tới ngươi kìa thân thể của giáp phúc còn mạnh hơn tấm cao đức vài phần hồn nhiên không để ở trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân chỉ thấy lôi vân càng ngày càng thấp hơn khoảng cách với bọn họ cũng nhiều nhất chỉ là hai ba dặm mà thôi chậm rãi nổi lên không chút hạn chế với trụ quang đại trận uy áp càng ngày càng lớn mạnh hơn tương đương với một kiện vũ bảo cấp chấn giáo đang khai hỏa trên đầu bọn họ răng sắc một tiếng một đạo lôi điện hình cung đánh xuống trực tiếp nện trên chán tấm cao đức lập tức làm cho lông mi của hắn cháy xém mái tóc dựng thẳng lên đầu bốc lên khó nhẹ đạo lôi điện này uy lực cũng không quá hùng mạnh chỉ mang tính công kích thử mà thôi tuy nhiên lôi âm lại cực kỳ khủng bố kinh sợ tâm hồn thanh âm công kích nguyên thần hiển nhiên vu sĩ tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh kiếp vân đều không phải đơn thuần nhằm vào thân thể đồng thời cũng nhằm vào nguyên thần tâm hồn hơi chút vô ý, thậm chí nguyên thần đều bị chấn nát trực tiếp vào bỏ mình. Tống Cao Đức kể hết những chịu đựng về lôi điện cho Diệp Phúc nghe, hắn cười nói: Diệp lão đệ, vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta và kiểu chuyển nguyên công của tiểu quang minh thánh địa, chính đạo đồng danh, đồng thời là hai pháp môn tu luyện thân thể. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh sở dĩ là cấm pháp ma đạo cao cấp nhất, bởi vì mỗi một lần lôi kiếp đối với sự tu luyện của vũ sĩ mà nói là cơ hội rèn luyện khó mà có được có thể nâng cao cường độ thân thể trên một diện rộng, rèn luyện thân hồn, tinh luyện chân nguyên. Chỉ có thân thể không chống đỡ được nữa mới vận dụng vũ bảo thôi. Diệp Phúc gật đầu, lôi kiếp công kích thân thể, tâm hồn, nguyên thần và chân nguyên của vũ sĩ. Nếu như có thể bình yên vượt qua, đích thực là cơ hội tốt để nâng cao thực lực của bản thân mình. Môn tâm pháp này đích xác có thể đánh đồng với kiểu chuyển nguyên công thậm chí còn trên phương diện rèn luyện nguyên thần còn cao hơn một bậc lại một đạo lôi điện hạ xuống lúc này uy lực của lôi điện đã mạnh hơn trước mấy lần trực tiếp làm cháy tóc của tống công đức khét lẹt không còn một mảnh cái đầu đen của hắn cháy xém đen thu lui tống cao đức không thèm để ý tới chuyện này vận chuyển vạn kiếp tâm kinh cứng rắn chịu đựng thiên kiếp hắn tiếp tục giới thiệu với diệp phúc nói trong vạn kiếp môn của ta có rất nhiều nhân vật thiên tài bọn họ cũng không thể phế bỏ tu vi mà trực tiếp tu luyện bao nhiêu năm qua rồi, đều có không ít đệ tử chết ở dưới lôi kiếp đâu. Tuy nhiên, nếu có thể thành công vượt qua lôi kiếp, tu hoạch hơn xa người thường. Lợi hại nhất chính là trưởng giáo, nghe nói khi hắn tu luyện, tu vi đã đạt tới Hạo Nguyệt nhị phẩm, trình độ kiếp khó khăn gấp không biết bao nhiêu lần người khác kìa. Hiện giờ tu vi của ngươi còn cao hơn cả trưởng giáo ta lúc đấy, cho nên độ kiếp còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Lôi kiếp vô lực càng ngày càng mạnh. Tống Cao Đức cũng không nói gì nữa, toàn lực mà chống đỡ. Chỉ thấy lúc này đây, uy lực của Thiên Lôi đã có 3 bốn thành uy lực của Vũ Bảo cấp chấn giáo. Hơn nữa, là 10 đạo lôi điện cùng nhau đánh xuống. Lôi điện chút xuống như mưa, xóa nhòa đi thân thể của Vu Sĩ, công kích chân nguyên Vu Sĩ, lôi âm oanh kích nguyên thần Vu Sĩ, chấn động tâm hồn Vu Sĩ. Nó làm cho Tống Cao Đức không khỏi run rẩy không ngừng. Diệp Phúc cũng ở bên trong lôi kiếp, một đạo lôi điện bổ vào đỉnh đầu của hắn, hắn không thèm ngăn trở, mà túy để cho lôi điện bổ lên trên người đạo lôi điện này hạ xuống trong đầu hắn chuyển tới tiếng nổ ầm ầm chấn động nguyên thần điện lưu chảy khắp toàn thân kích thích toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lông tóc dựng thẳng lên thậm chí ngay cả chân nguyên bản thân cũng bị lôi điện rửa sạch một lần thiên lôi rèn luyện nguyên thần tâm hồn thân thể chân nguyên hắn một lần khu trừ tạp chất khiến cho hắn cảm thấy thần thanh khí sảng khoái ý vô cùng lão đệ như thế nào còn có thể chịu đựng được nữa không Tống Cao Đức cắn chặt răng Gắt cao chống cự Chỉ cảm thấy lôi kiếp càng ngày càng khó ứng phó Hư một tiếng nói Người nếu không chống cự được nữa Lên tới khởi thiên cơ tán ngăn cản một phần đi Không rất thoải mái Rất thích Bên tay hắn chuyển tới thanh âm của Diệp Húc cười ha ha Thiên kiếp quả thực rất thích mà Tống Cao Đức lung lay thân hình Mắt trận tròn Chỉ thấy Diệp Húc chịu đựng thiên lôi Không có vẻ gì là cố gắng hết sức cả ngược lại lại càng phát ra tinh thần thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng hiện ra vẻ cương bóng sáng loáng vô cùng căn bản không bị thiên lôi phá hủy kiểu chuyển nguyên công của hắn đã sớm tu luyện tới chân tơ kẽ tóc lông tóc vô cùng cứng cỏi lôi kiếp đánh xuống giống như gội sạch đầu cho hắn một lần mà không phải là tàn phá biến thái không ngờ thân thể còn mạnh mẽ hơn cả ta thậm chí ngay cả sợi tóc cũng tu luyện tới tình trạng khủng bố như vậy sao tống cao đức chịu đả kích hắn cũng không có thủ đoạn kinh thiên như diệp phúc mỗi một lần lôi kiếp đầu của hắn đều phải chọc lóc rồi tự nhiên không thể rèn luyện sẽ tóc được thiên lôi trở nên dày đặc vô số lôi điện ầm ầm đánh xuống đánh cho tống cao đức bóc ra trong thịt trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng diệp phúc cũng được chia không ít lôi kiếp thiên lôi một lần lan tràn tẩy tủy khiến cho thân thể hắn càng thêm dũng mãnh đối phó với lôi kiếp tự nhiên lại càng thêm thoải mái đồng thời kiểu chuyển nguyên công của hắn cũng tăng trưởng nhanh lôi kiếp tẩy lễ khiến cho nguyên thần của hắn đột nhiên tăng mạnh mấy trăm đạo thiên lôi đi qua chân nguyên của hắn đã biến từ màu đen thành màu trắng hóa thành một vầng hạo nguyệt màu bạch ngân bay nguyên công bốn chuyển cứ như vậy mà dễ dàng luyện thành cho tới nay kiểu chuyển nguyên công của hắn tiến cảnh cũng không cao cũng bởi vì công pháp này tu luyện thông thả cho dù chân nguyên có sung túc nhưng tiến cảnh nguyên công thủy chung không theo kịp tu vi nhưng lôi kiếp đánh xuống lại khiến cho hắn tìm ra được con đường tắt tu luyện kiểu chuyển nguyên công giờ phúc trong lòng vừa mừng vừa sợ vạn kiếp vô lượng tâm kinh tác động lôi kiếp dường như không phải khó khăn như vậy hơn nữa bên trong thiên kiếp quả thực là cách tốt nhất tu luyện kiểu chuyển nguyên công mà nguyên thần đi ra nguyên thần của hắn từ trong mi tâm bay ra chính là một gốc cây cổ thụ che trời ngồi xuống bên trong đại chu tiên tinh đấu trận đồ không ngừng nhận lôi kiếp tể lễ tu vi của diệp phúc còn thấp nguyên thần còn xa xa mới đạt tới trình độ hiển hóa ra mắt thường không thể nhìn thấy chỉ có thể dùng thông tâm thần kính thiên nhãn thông linh Mấy bảo vật như vậy mới có thể xem xét được người khác dễ dàng mà không bị phát Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy Nhưng Diệp Phúc lại có thể cảm giác được nguyên thần của mình trong thiên lôi như cá gặp mưa Nó không ngừng múa may các xúc tu giống như một chích thao thiết há mồm cắn nuốt Lấy lôi điện lực Trên nguyên tâm hồn nguyên thần của hắn đã nhanh chóng tăng trưởng bên trong lôi kiếp Trở nên cứng cỏi hơn trước Nguyên thần tăng trưởng cường độ gia tăng làm cho vô pháp vô bảo của hắn thi triển uy lực hơn trước rất nhiều điểm này tuy rằng người không có trực tiếp phát hiện ra nhưng lại có thể làm cho đại chu thiên trận đồ chậm rãi mà khuếch trương nó mở rộng ra ngoài phạm vi một mét chống đỡ áp chế của trụ quang đại trận dầm uy lực của thiên lôi đột nhiên trở nên mãnh liệt một lôi đánh xuống gần như có bảy tám phần uy lực của vũ bảo tống cao đức sắc mặt ngưng trọng chỉ dựa vào thân thể ngăn cản là không được nữa rồi hắn vội vàng đem quy sắc của quy yêu lưu lại mà ngăn cản thiên lôi diệp lão đệ đây là thời gian mấu chốt chỉ cần vượt qua thôi thiên lôi sẽ tiêu tán thời kỳ này thân thể của ta không thể chống cự được đành phải vận dụng vũ bảo chống đỡ giai đoạn đầu xoẹt diệp phúc trực tiếp bay lên đỉnh đầu của hắn triển khai song chùy chỉ thấy thiên lôi dậm dạp dừng ở bên người của hắn tuôn ra một đoàn hỏa cầu hắn chịu đựng hết lôi kích cuối cùng chỉ có vài đạo ít tỏi đánh vào phía trên quy sắc tống cao đức trong lòng cảm động vạn phần diệp lão đế thực sự là một người bạn tri kỷ thật không ngờ giả thân ngăn cán cho ta một kiếp này diệp phúc đứng ở giữa không trung nhắm mắt ngưng thần vẫn không động đậy tống cao đức không khỏi cẩn trương đứng lên cao giọng nói lão đế ng người không sao đấy chứ ta không sao diệp phúc mở to mắt phun ra một ngụm chọc khí chỉ thấy một cỗ khói đen từ trong miệng hắn phun ra cũng không phải do lục phủ ngũ tạng bị lôi kiếp đốt rọi mà là thiên lôi thổi ra ngoài những tạp chất bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn bị hắn một hơi phun ra một kích cuối cùng của lôi kiếp tuy rằng dũng mãnh nhưng thân thể của hắn cũng được rèn luyện mạnh mẽ cho nên hắn ở trong lôi kiếp không có chịu thương ngược lại thân thể giống như được tẩy lễ một lần lục phủ ngũ tạng tứ chi bích hài thậm chí hơn một trăm tám mươi cái lông tơ ba sợi tóc cũng thoải mái dễ chịu vô cùng diệp húc Lóng lòng mà muốn thử lần nữa nói Tống huynh hay là chúng ta tới lần nữa đi Sao Người, người quá biến thái mà Tống cao đức cười mắng một câu Cũng có chút hứng chí cao giọng mà cười nói Nói như vậy Mỗi một lần vượt qua lôi kiếp Đều phải tu dưỡng một thời gian mới có thể độ lôi kiếp tiếp theo được Đây là bởi vì lôi kiếp phá hủy Đi vô bảo của vũ sĩ Phải tìm kiếm tài liệu chung quanh Tuy nhiên có vô bảo hình người như lão đệ ở đây rồi Ta bỏ qua trình tự này Được chúng ta lại tới lần nữa nào một quả sinh sinh tàu hóa đan đã làm cho hắn tiến tới hỗn nguyên bát phẩm đỉnh cao bị kẹt ở trạm kiểm soát tầng 9 mà thôi tống cao đức là ăn vào một quả lập tức phát tan trạm kiểm soát này lại dẫn động tới lôi kiếp diệp lão đế lôi kiếp của hỗn nguyên cửu phẩm tương đương với chín thành nguyên lực của vô bảo cấp chấn giáo nếu ta không thể ngăn được người tiến lên ngăn trở cũng giúp ta đã đi vài món vô báo. hắn cười nói hai người ở trong trụ quang đại trận độ kiếp lôi đạn đánh xuống náo nhiệt vô cùng mà ở bên ngoài trụ quang đại trận mấy trăm cường giả đang dương mắt nhìn chưa mắt nhìn bọn họ nâng cao thực lực trụ quang đại trận giống như một lạch trời chắn giữa bọn họ và diệp húc làm cho người ta không dễ dàng mà vượt qua chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chơi mắt nhìn hai tiểu tử, tử này kiêu ngạo bên trong đó thôi sao nhạc đông dương nhìn về phía diệp húc trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng trầm giọng mà nói nếu như thực lực của hai tiểu tử này tiếp tục được nâng cao, chỉ sợ không bao lâu xong đâu, chân nguyên của bọn họ có thể song song với chúng ta được rồi một cường giả nguyên đan kỳ mặt mang yêu sắc mà nói trụ hey, quang đại trận có vô số vũ báo đan dược rồi bảo vật chỉ cần lấy được một món thì chuyến đi này đã là không tệ rồi mọi người trầm mặc một lát hạ sơ dương nhìn xung quanh một vòng khẽ mỉm cười thản nhiên mà nói ta có một biện pháp có thể tiến vào trụ quang đại trận bình yên tuy nhiên cần chư vị trợ giúp ta một tay kìa mặt hắn mang kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng kiểu đỉnh hạ ra ta trấn áp thần châu kiểu đỉnh hợp nhất đừng nói là trụ quang đại trấn cho dù là thiên địa càn khôn đều có thể trấn áp được nhưng tu vi của ta còn không đủ để trấn áp trụ quang đại trấn nếu như có các vị trợ giúp liên kết trấn áp trụ quang đại trấn chúng ta có thể thăng dòng đi vào vòng thứ nhất kìa thu hết các loại bảo vật đánh chết thay tiên tiểu tử kia tất nhiên cũng không nói chơi nếu như chư vị không có hai lòng mà nói tiến vào vòng 2, vòng 3, thậm chí vòng 4 cũng là dễ dàng kìa trung châu hạ gia kiều đỉnh thần bí khó lường chính là tuyệt thế trọng bảo do đại hạ hoàng triều chấn áp số mệnh thần châu vũ hoàng tự tay luyện chế đại hạ hoàng triều dựa vào chín khẩu đại đỉnh này mà vẫn duy trì số mệnh trần thịnh không suy nếu không có thiên đỉnh địa đỉnh dương đỉnh bị người ta đánh cắp mất sau này đại thang hoàng triều căn bản không thể quật khởi được sau đấy hạ gia tuy rằng đúc lại thiên địa dương tam đỉnh cũng là tuyệt thế trọng bảo thế nhưng dù sao cũng không phải do chính tay cao thủ cấp vô hoàng luyện chế Uy năng không thể bằng trước được. Tuy nhiên ba khẩu đại đỉnh được đúc lại cũng không phải là nhỏ. Từ ở Tây Hoang đại mạc, cao thủ hạ gia chấn động ảo ảnh thiên đình, trực tiếp đánh vỡ đại diễn thần trung của Minh Hà giáo chủ. Hơn nữa, còn làm cho tuyệt thế hung nhân sợ quá mà chạy mất, thuận lợi cướp đi Thiên Sơn Thanh Điện đồ. Nếu là Kiều đỉnh hạ gia ở đây lúc này, chỉ sợ chỉ cần một khẩu cũng dư sức phá vỡ trụ quang đại trận. Tuy nhiên, loại đệ tử giống như hạ Sơ Dương căn bản không có khả năng nắm giữ trọng khí như vậy, hắn chỉ có thể dựa theo kiều đỉnh mà chế tạo lại ra chính kiện đại đỉnh cấp trấn giáo mà thôi. chính khẩu đại đỉnh chính là chỗ dựa của hắn khi đi vào giang hồ. lấy thực lực của hắn cũng không thể nào thôi phát ra toàn bộ uy lực của kiều đỉnh, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba bốn thành uy năng, càng không thể hợp nhất kiều đỉnh được. nhưng kiều đỉnh thật sự là thần diệu, nếu có thể tập hợp lực lượng của mọi người làm cho uy năng của chính khẩu đại đỉnh thôi phát tới mức tận tận cùng cực hạn có thể chấn áp được mấy tầng đầu của trụ quang đại trận mọi người không khỏi tiêm đập thình thịch nếu như kiều đỉnh thực sự có thể chấn áp được mấy tầng phía trước trụ quang đại trận khiến cho tinh xa không hề lưu chuyển đích xác có thể tiến vào trụ quang đại trận cướp đoạt bảo vật về phần có thể giết diệp phúc và tống cao đức hay không đây là vấn đề thứ yếu dù sao người có kiểu án với diệp phúc và tống cao đức bên trong đám người này cũng không nhiều lắm chỉ có mấy người hoàng sán hạ sơ dương mà mọi người đều mang tâm tư riêng thầm nghĩ hạ gia tiểu tử này muốn tập hợp lực của chúng ta sát hại kẻ thù của mình thậm chí khống chế chúng ta thu bảo cho hắn làm gì có chuyện tốt như vậy chứ đợi khi tới trên tinh hà chúng ta liền lập tức ra tay đem hàng tỷ vạn tinh sa chấn áp khiến cho tinh sa ở vòng thứ nhất trụ quang đại trận đình chỉ lưu chuyển căn bản không cần nghe theo sự điều khiển của tiểu nhi hạ gia này nữa rồi mấy trăm cường giả cùng nhau chấn áp khẳng định có thể làm cho vòng thứ nhất tạm dừng di chuyển trụ quang đại trận là một tòa tử trận pháp có thể có bao nhiêu uy năng đấy còn có thể chống cự được bao nhiêu cao thủ như vậy được sao lộc lão cười ha ha nói một khi đã như vậy còn mời hạ lão đệ ra tay chúng ta cứ như là thiên lôi lão đệ chỉ đấu đánh đó rồi hạ sơ dương ánh mắt chấp động hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt tự nhiên hiểu được tâm tư của mọi người trong lòng cười lại một tiếng thầm nhủ họ giết ta muốn chu sát bảo vật bên trong trụ quang đại trận ta cũng muốn lấy trụ quang đại trận tầng thứ nhất các ngươi có thể chấn áp được nhưng các tầng tiếp theo thì không thể không mượn lực của ta đâu hắn tới khởi ra chín khẩu đại đỉnh mọi người nhất tề hét lớn thúc giục chín khẩu đại đỉnh này chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh càng lúc càng lớn giống như từng tòa núi lớn di động trên không trung quay ong ong xoay tròn chung quanh mọi người Chính khẩu đại đỉnh này uy năng có thể thôi phát đến mức lớn nhất Một cỗ uy thế kinh người tràn ngập Chấn áp chư thiên Chính vua bảo cấp chấn giáo triển khai Toàn bộ uy lực uy năng có thể nói là cực kỳ khủng bố huống chi chính đỉnh này của Hạ Sơ Dương Là rèn đúc theo quy cách của Hạ Gia Kiều Đỉnh Trong nhất thời Vòng vận chuyển thứ nhất Của chủ quang đại trận dần dần, dần biến chậm lại Không còn linh động như bình thường nữa Diệp Phúc đang ở trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ trong nháy mắt đã lọt vào chấn áp phạm vi bao phủ trận đồ càng ngày càng nhỏ, chỉ còn 6 7 mét, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh giống như chín tòa núi lớn ong ong chuyển động, rít gào hướng tới bên trong trụ quang đại trận. Mấy trăm danh cường giả đều đứng ở bên trong vòng quay của đại đỉnh, thẳng vào trong trận. Không xong rồi, Tống huynh lôi kiếp còn chưa kết thúc, nếu như bị mọi người thao túng kiêu đỉnh đánh tới, chỉ sợ bọn họ tới vòng thứ nhất thôi đại chú thiên tinh đấu trận đồ sẽ hoàn toàn bị chấn áp mất diệp húc cánh mắt chấp động vội vàng thao túng trận đồ dọc theo tinh xa đi thẳng tới phía trước xét 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 xét. bàn tay to bằng chân nguyên của hắn liên tục chụp tới tinh hà mò được khẩu dược đỉnh liền nhét vào trong ngọc lâu của mình dược đỉnh dược lô hỏng mà thu vào rất phí thời gian dễ bị đám người hạ dư dương đuổi theo diệp phúc lúc này bỏ mặc những dược đỉnh bị tàn phá chẳng chụp tới những dược đỉnh, rực lô chưa được mở ra. Tống Cao Đức lôi kiếp vẫn chưa có chấm dứt, Diệp Phúc bọc hắn bay đi tới đâu, Lôi Vân thẳng truy tới đấy, rầm rầm từng đạo lôi điện liên tục đánh xuống không ngừng. Lôi kiếp đã tới lúc kết thúc mà tu vi của Tống Cao Đức đã tới hỗn nguyên cửu phẩm đỉnh cao, chân nguyên tích lũy hùng hậu vô cùng, chỉ kém một chút là bước vào đan đỉnh kỳ. Diệp Phúc ở bên cạnh hưởng thụ lôi kiếp tẩy lễ, một mặt chạy như bay về phía trước, Kiểu chuyển nguyên công của hắn tiến lên nhanh chóng, hướng thẳng tới năm chuyển. Tuy nhiên, kiểu chuyển nguyên công tuy rằng dũng mãnh nhưng chống lại nhiều cao thủ như vậy lại có kiểu đỉnh chấn áp. Cho dù hắn luyện cuốn thứ hai của kiểu đỉnh nguyên công tới đại viên mãn, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản được. Đây là thực lực tuyệt đối, không thể dựa vào vu bảo hoặc thân thể là có thể ngăn cản được. Thậm chí những người này không cần ra tay, trực tiếp dùng chín đỉnh này tản mắt ra uy năng liền có thể đánh chết hắn. Vù! một quả hồ lô lớn bị tàn phá bay sắt qua người Diệp Phúc. Đúng là cái càn khôn bình ẩn chứa âm dương nhị khí bên trong. Hai đạo linh khí một đen một trắng giống như sao long răng sắc một cái cắn mở trận đồ tinh đấu hướng tới hai người Diệp Phúc và Tống Cao Đức mà cắt. Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ trước hai đạo linh khí này gần như không có sức phản kháng liền bị xé mở. Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị vội vàng tế khởi ra quy linh phục ma đại trận hóa thành một tấm chắn che ở trước người chỉ nghe thấy một tiếng phúc xoẹt cái vu bảo cấp chấn giáo này bị âm dương nhị khí mở ra một mặt vỡ cực kỳ bằng phẳng âm dương nhị khí thật lợi hại khó trách có người nói bảo hồ lô này chuyên để cắt thân thể vũ sĩ thậm chí ngay cả cử chuyển nguyên công cũng không thể ngăn cản được diệp phúc không khỏi hoảng sợ chỉ thấy hồ lô kia cao bảy tám mét mơ hồ có thể nhìn thấy hai con cá lớn một đen một trắng lưu động ở bên trong đây là âm dương ngư hình thành lên âm dương nhị khí không thể phân cách mà miệng hồ lô xuất hiện hắc bạch nhị khí kỳ thực chỉ là một bộ phận nhỏ của hai đạo linh khí hai đạo linh khí mở ra quy linh phục ma đại trận thì lập tức quay lại đập nát quy linh phục ma đại trận sau đó tiếp tục hướng tới tống công đức và diệp phúc thiên cơ tán diệp phúc tước khởi cái ô lớn này nó đón gió giải ra hóa thành trăm mét đem đại chu tiên tinh đấu trận đồ và hai người bọn họ hết thảy gắn vào dưới tán ô chỉ nghe thấy thanh âm sệt sệt không dứt bên tai âm dương càn không bình trong chớp mắt cắt mấy trăm ngàn lần lên trên thiên cơ tán làm cho khí huyết của diệp phúc chấn động tuy nhiên thiên cơ tán thủy chung không phá hoàn hảo âm dương nhị khí cũng không thể mở ra được thiên cơ tán này nếu không lần này thực sự là chết chắc rồi diệp phúc nhẹ nhàng thở ra trong lòng đồng thời lại mơ ước vạn phần hai đạo linh khí này âm dương cản khôn bình có thể nói là bảo vật quý giá nhất vòng thứ nhất của trụ quang đại trận chỉ cần hai đạo âm dương nhị khí những vật khác cho thiên hạ phân tranh đi Viêm dương hồ lô lên Bên trong ngọc lô của hắn Một hồ lô màu hồng cao lớn bằng người bay ra Hồ lô càng lúc càng lớn Biến thành trên dưới trăm mét Cái miệng hồ lô trúc xuống phía dưới Xẹt một tiếng trùm tới Trực tiếp nuốt âm dương địa khí càn khôn bình vào trong bụng Cũng may Ta cũng có một chiếc hồ lô Nếu không thật không có cách nào mà bắt được ngươi Diệp Phúc cười ha ha, thu lại thiên cơ tán, chỉ thấy bên trong viêm dương hổ lô chuyển tới tiếng động kịch liệt dầm dầm tớ lui bên trong giống như có hàng trăm đầu cự thú hoang dã đang chèo loạn bên trong vậy căn bản không thể trụ được hai đạo linh khí này thật sự là lợi hại chẳng lẽ ngay cả viêm dương hổ lô cũng không thể vây được chúng nó sao đột nhiên từ miệng viêm dương hổ lô toát ra hai đạo linh khí một đen một trắng thò đầu ra nhìn chật chật cắt khắp nơi diệp phúc trên chán toát ra một hôi lạnh hai đạo linh khí này dần dần chịu ngoan xuống Lùi về bên trong hồ lô, lúc này hắn mới thở hổn hển một khẩu khí thô, vội vàng đưa ý niệm tiến vào bên trong viêm dương hồ lô, chỉ thấy âm dương nhị khí càn khôn bình đã hoàn toàn dập nát. Hai đạo âm dương ngư, âm dương nhị khí kia lúc này chiếm cứ bên trong viêm dương hồ lô, coi nơi này trở thành nhà mới của mình. Xoẹt. Hai đạo khí đen trắng này cuốn tới, làm cho ý niệm của hắn bị đánh nát, đối với việc xâm lấn của hắn rất bất mãn. Được, được hai đạo linh khí này chỉ cần coi hồ lô của ta là nhà mình liền không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sớm muộn gì ta cũng luyện chế hết thảy các ngươi thôi diệp phúc trong lòng mừng rỡ e sợ hai đạo linh khí này tạo phản vội vàng thu lại viêm dương hồ lô Và ngọc lâu tầng không gian thứ hai cẩn thận mà cất chứa dầm một tiếng tinh xa ở vòng thứ nhất tinh hà trụ quang đại trận phát ra tiếng sầu sèo rốt cuộc cũng đình chỉ chuyển động diệp phúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong thời gian ngắn Hắn đã chạy đi năm 60 dặm, mà đám người Hạ sơ dương đã khống chế cửu đỉnh bay tới vòng thứ nhất của Tinh Hà, cửu đỉnh chấn áp, làm cho Tinh Hà đứng lại. Một đám cao thủ đều rút ra chân nguyên của mình, bay ra khỏi phạm vi cửu đỉnh bao phủ, mở miệng mà quát lớn. Tất cả đang tới khởi vũ bảo của mình. Tất cả những vũ bảo này đều lao lên không, dừng ở trên Tinh Hà chấn áp Tinh xa Mà chín khẩu đại đỉnh của Hạ sơ dương đã không còn những người này chống đỡ, lập tức thu nhỏ lại. Tuy rằng vẫn có phạm vi trăm mét nhưng nguyên năng không lớn bằng trước. Tuy nhiên, mặc dù uy thế của kiều đỉnh giảm nhỏ nhưng vòng thứ nhất của chủ quang đại trận cũng không thể chuyển động, mang thời gian của mọi người đi được. <laughs> kiều đỉnh của hạ, hạ lão đệ quả nhân thần diệu vô cùng. Nếu không phải chín khẩu đại đỉnh này, chúng ta cho dù có thể vượt qua phạm vi trăm dám cũng muốn tổn hao rất nhiều thọ nguyên rồi. Lộc lão mặt mày hồng hào kể nói. Hạ sơ dương hừ lại một tiếng, những người này thực sự là thực lực dũng mãnh liên kết chấn áp lại liền có thể khắc chế được vòng thứ nhất của tinh hà hắn cũng không còn cách nào khác cho dù các ngươi chấn áp được vòng thứ nhất của tinh hà thì thế nào chứ cho các ngươi cản rỡ trong chốc lát đi vòng thứ hai của trụ quang đại trận so với vòng thứ nhất lại hại hơn gấp chục lần bảo tàng cũng nhiều hơn gấp chục lần tới lúc đấy các ngươi còn không phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta hay sao hắn thầm nghĩ trong lòng hoàng sán không nói một lời tớ khởi lâu thuyền chạy trong tinh xa bay nhanh đuổi theo diệp phúc. Diệp phúc thu được âm dương nhị khí, thể xác và tinh thần đang sung sướng. Một mặt hắn thúc giục trận đồ chạy nhanh về phía trước, một mặt bay thẳng lên đi tới đỉnh đầu của tống cao đức. thiên lôi không ngừng đánh xuống, rèn luyện thần hồn thân thể của hắn. lôi kiếp của tống cao đức cũng đi tới thời điểm cuối cùng rồi. lôi vân nổi lên một kích cuối cùng gần như tương đương với chín thành nguyên lực vu bảo cấp chiến giáo. diệp phúc không để ở trong lòng, đỡ lại thiên lôi để cho thiên lôi tỉ lệ ép thân thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một trận sảng khoái Nguyên công lại có tinh tiến Bước tới năm chuyển đỉnh phong Hắn kể nói Tống huynh Người tới không chế trận đồ Thu bảo vật Hiện tại tới lượt ta tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh đấy Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 50 năm của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại